Và nếu như bác vẫn còn mỉm cười trong ví thì mọi chuyện không sao. Không có bác thì tao sẽ không nhà, không gạo. Giả sử như mày đi bán niềm tin bằng những tờ vé số, giả sử như mày phải đạp khắp phố trên những chiếc xích lô, thợ hồ, thợ sửa ô tô, hoặc là mở tiệm photo, copy, gầy hóp đi, bận cùng đi đánh lô tô, thì mày vẫn luôn là bạn của tao dù mày thất bại. Kỷ niệm cái thỏa hàng phi này xin mày hãy cất lại. Giả sử may mắn như thắng lô tô và mày có tiền có tiếng, liệu mày có lắng nghe người bạn cũ cho mày vài lời khuyên? Giả sử mày trở thành bản copy của người nào đó, rồi mày quay mặt với cái bản gốc mà mày từng nhờ vào nó. Giả sử mày nhạy cảm coi bạn cũ như kẻ thù, giả sử mày coi lời khuyên của tao là của một kẻ mù. Giả sử nếu tao là mày, chắc tao cũng bị mờ mắt, tao sẽ không ghét mày đâu khi phải danh vọng từng đồng từng cắt. Mày ghét tao lắm, tao sẽ không ghét mày đâu. Tao để mày đi trên đường mày chọn mà sẽ không ép mày đâu. Và nếu mày cho những điều tao nói đều hoàn toàn là sai, thì hãy cùng nhau ngồi đợi kết quả xem người bàng hoàng là ai. Ví như có lúc anh em không nhìn mặt mày, đời là ván bài, mày là con heo người ta muốn bắt mày rồi chặt mày, thì tao mong mày rút kinh nghiệm để tiến lên và bắt tay làm lại cuộc đời. Đây là cuộc chơi, nhiều cơ hội mới nhưng cũng dễ mắc bẫy. Giả sử mày mặc giày và chứng nào tập lấy, thì tôi sẽ cũng đành ngồi đây cười hì và coi như không có gì. Phật dạy, lễ vật lớn nhất đời người là khoan dung, huynh đệ tương tàn mãi mãi không thể nào tan tường. Chúng ta cũng chỉ là những thằng hề cho người đời tán thưởng. Lỗi lầm của mày quá khứ vẫn còn ghi chép vài câu, tao sẽ không bao giờ quên nhưng tao cũng không còn ghét mày đâu. Đem lòng tốt của mình ra để làm vật bố thí. Tao mong tụi mày noi gương, đừng có ganh ghét lẫn nhau. Làm sao bé khỏe bé ngoan nếu mà chơi bẩn nhau. Nếu không phải là nợ máu, tao chẳng cần ghét mày đâu. Và nếu là máu hài hước, tao càng không ghét mày đâu. Tao đã ngồi đây từ lâu, nhìn tụi mày đi và đến. Tình bạn như những con thuyền trên biển chẳng bao giờ cập bến.